Mời quý vị và bà con đến với bản tin thời tiết nông vụ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Thưa quý vị và bà con, theo dự báo, rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa có cường độ suy yếu và dịch dần sang phía đông, nên thời tiết tại các địa phương ở Thái Bình ngày hôm nay chủ đạo vẫn là nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng, nền nhiệt cả ngày dao động trong khoảng từ 24 cho đến 32 độ. Chuyển sang thông tin về nông vụ. Thưa quý vị và bà con, vừa qua do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, trên địa bàn tỉnh Thái Bình có mưa vừa đến mưa to, nhiệt độ giảm. Đây là điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh đạo ôn cổ bông xâm nhập và gây hại trên trà lúa mùa còn chắc xanh và đang chỗ. Sâu đục thân 2 chấm, sâu cuốn lá nhỏ do tính chất dồn mật độ nên khả năng gây hại rất lớn trên diện tích lúa chỗ sau ngày 20 tháng 9. Nếu không phun thuốc phòng trừ, năng suất sẽ bị tụt giảm một cách nghiêm trọng. Do đó, ngành chuyên môn khuyến cáo bà con chủ động phun thuốc phòng trừ sâu đục thân 2 chấm hoặc sâu cuốn lá nhỏ cho trà lúa chỗ bông sau ngày 20 tháng 9, nơi có mật độ ổ trứng sâu đục thân 2 chấm từ 1 ổ trên 1 mét vuông trở lên phải phun kép, phun lần 1 trước chỗ, phun lần 2 sau chỗ. Khẩn trương tranh thủ thời tiết tạnh giáo phun thuốc phòng bệnh đạo ôn cổ bông đối với các diện tích lúa còn chắc xanh và đang chỗ, đặc biệt trên các giống nhiễm bệnh như Q5, Thiên Yêu 8, Nếp Địa Phương, BC15, TBR225. Quay trở lại thời tiết cụ thể tại các khu vực trong tỉnh ngày hôm nay được dự báo như sau. Thành phố Thái Bình, huyện Vũ Thư, huyện Kiến Sương và các huyện phía Bắc tỉnh như Hưng Hà, Quỳnh Phụ và Đông Hưng, nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng, nền nhiệt cả ngày phổ biến từ 24 cho đến 32 độ. Hai huyện Thái Thụy và Tiền Hải, đêm cũng không mưa, ban ngày giảm mây có nắng, mức nhiệt cả ngày phổ biến từ 24 cho đến 31 độ. Về thời tiết biển, do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa có cường độ suy yếu, nên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển ngoài khơi hai huyện Thái Thụy và Tiền Hải có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình đến đây cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi.